Và kính thưa quý vị là tiếp theo câu chuyện của anh chàng ở Venetia, chuyện dài lắm. Nếu như bị kết tội về vấn đề tống tiền công ty Nike 25 triệu đô la, thì anh ta có thể sẽ bị tù đến 47 năm ở nhà tù liên bang. Và trong khi đó thì tòa án ở Los Angeles County cũng lại vừa đưa ra một thông báo sẽ bắt anh ta khi anh ta được thọ án xong để xử một cái tội khác. Tội này không những vấn đề về tống tiền, mà tội này còn vấn đề gọi là gái. Anh ta sơi tái tất cả những cô gái hàng hóa của anh ta. Đây là một tội mua bán dâm, mà anh ta lại còn đòi ra tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ. Thế thì câu chuyện, nếu mà bị bắt ở bên Los Angeles này với những cái tội phạm mà tòa án Los Angeles sẽ xử là anh ta giả dối, anh ta còn bị cái tình trạng là money laundry, tức là rửa tiền. Anh ta còn bị truy tố về cái tội fraud, là những cái tội giả mạo. Tax fraud cũng là trốn thuế. Tôi thưa với quý vị nhiều lần rồi, đối với những người giàu ở Mỹ, mà giàu một cách nhanh chóng cũng như là ở các quốc gia khác, ông bà mình có câu nói rằng khi phi thương thì bất phú, không có buôn bán là sao mà giàu, mà nếu buôn bán không lươn lẹo làm sao mà giàu nhanh. Thì Avenetti này cũng là nằm trong tình trạng đó. Tài sản của anh ta giờ cũng lên đến cả hàng trăm triệu đô la, là vì anh ta lươn lẹo, anh ta mánh mung, anh ta lưu manh. Và vì cái tội lưu manh đó, tòa Los Angeles đã ra lệnh sẽ tống giam và đưa xử. Nếu mà anh ta bị tội thì sẽ tù khoảng 50 năm trở lên. Thế thì 47 năm tù ở New York, Los Angeles 50 năm, cuộc đời còn gì nữa mà nó tranh cử tổng thống. Mà cái tên Avenetti này là một cái tên, nói ra thì là quý vị bảo tôi không thích Đảng Dân Chủ, là một tên dân chủ, một tên dân chủ lưu manh. Kết tội Donald Trump, nói xấu Donald Trump và làm tiền trắng trợn Donald Trump. Vì thế cho nên cô bé đóng phim con heo Daniel Stormy đã nghe lời tên Avenetti này và đã bị phải bồi thường lại cho luật sư của Donald Trump 325.000 đô la vì cái tội cô ta đem ra kiện một cái vụ gọi là defamation, tức là cái tội nhục mạ. Nói rằng ông Donald Trump chê cô ta là một gái làng chơi, là một gái đóng phim con heo. Cô ta bảo tôi đóng phim con heo nhưng mà tôi không phải là gái làng chơi. Nói vậy là nó sai, nói vậy là hạ nhục tôi. Đưa ra tòa kiện, tòa bảo thôi vứt cái chuyện rùi bu này đi, trả lại tiền luật sư rồi đi về, trả luôn án phí, hết 325.000. Quý vị thấy chưa? Nếu như câu chuyện là cô ta gặp Donald Trump ăn bánh trả tiền, trả cho 130.000 đô la, thì bây giờ là phải bồi thường 325.000 đô la, ai lỗ? Thiên bất dung gian. Và Avenatti cũng nhờ cô bé Stormy Daniels, vì thế mà sau này cô ta cứ phải tiếp tục đi đóng phim cởi chuồng và đi múa cởi chuồng để cho thiên hạ mua vui, lấy tiền trả cho quan tòa. Một cái sự thật rất đau khổ. Rồi chúng ta lại qua một bản tin khác, đó là Tập Cẩm Bình bây giờ đang thăm viếng Ba Lê. Hôm thứ Hai vừa rồi, Tập Cẩm Bình đã bay đến Ba Lê để thăm xã giao Tổng thống Pháp Macron. Và trong cuộc thăm viếng này thì ông ta đã ký với hãng Airbus của châu Âu của Pháp mua 300 phi cơ Airbus, trong đó có 290 chiếc Airbus 320 và 10 chiếc phi cơ Airbus 350 loại lớn. Đây là một cái sự kiện mà giới quan sát thế giới thì cho rằng trả thù Hoa Kỳ, bởi vì những cái loại phi cơ mua của Mỹ bây giờ đang ngưng hoạt động sau hai cái vụ tai nạn Indonesia và của Ethiopia. Đồng thời muốn trả thù Mỹ bằng cách là trận chiến thương mại Mỹ đang đập vào Tập Cẩm Bình 25% trên mấy trăm tỷ đô la, tỷ chứ không phải triệu hàng hóa. Và Hoa Kỳ đang chơi Tập Cẩm Bình, ra lệnh bên Canada bắt nhốt cô bé giám đốc tài chính Huawei. Cho nên Tập Cẩm Bình tháo cái đau quá.
mở một cuộc thăm viếng 6 ngày. Đầu tiên là ghé Italy và mua chuộc Italy và được Italy khen tặng, mua hàng, mua hóa và ký hàng chục tỷ đô la mua hàng của Italy. Đồng thời phổ biến con đường One Belt One Road. Thì qua bên Pháp là quốc gia thứ hai Tập Cận Bình dừng chân, nhưng bị dân chính trị Pháp đòi hỏi cái con đường tơ lụa đó không thật thà. Cho nên những phe đối lập của ông Macron ở Pháp nói rằng Tập Cận Bình đang chơi cái trò tân thuộc địa, tân đế quốc. Bây giờ bên Phi Châu coi như là ảnh hưởng của Tập Cận Bình rất nhiều, cho vay hàng trăm tỷ đô la, rồi lập ra những con đường, lập ra những cái hải cảng có lợi cho quân sự của Tập Cận Bình. Và phe Âu Châu, tôi đã thưa với quý vị nhiều lần rồi, da trắng bao giờ cũng là đàn anh. Bây giờ mặc dù Tập Cận Bình đưa 30 tỷ đô la mua 300 chiếc phi cơ Airbus, nhưng vẫn bị chửi. Đối lập của Tổng thống Pháp Macron nói rằng là Tập Cận Bình là một loại tân thuộc địa, tân đế quốc, khi mở ra con đường tơ lụa One Belt One Road. Và Tập Cận Bình cứng họng, không trả lời được. Cứ tưởng đưa tiền nó cho da trắng thì là mọi việc đẹp, nhưng no. Người cầm tiền nó vẫn cầm, và người chỉ trích nó vẫn chửi. Đó là đường lối của Âu Châu. Thế thì hôm thứ Ba vừa rồi, Tập Cận Bình cũng lại lên gặp Angela Merkel và ông chủ tịch của Hội đồng Liên minh Âu Châu là ông Juncker. Thì cả hai bên đều lên án Tập Cận Bình là nên bỏ đi cái đường lối tơ lụa để cho thế giới thấy được cái thiện chí của Tập Cận Bình. Quý vị thấy chưa? Da vàng không thể nào vượt nổi da trắng. Mất lòng dân Mỹ và mất lòng dân Pháp, mất lòng dân Đức không phải là một cái chuyện dễ. Đấy là chưa nói đến vấn đề Mỹ vẫn ra lệnh cho Liên minh Âu Châu, phải nói thẳng là một câu. Bề ngoài thì nói rằng là chúng ta không nên buôn bán với gọi là G5, tức là cái thế hệ 5G về điện tử. Nó nhanh hơn, nó tối tân hơn, nhưng mà nó lưu manh hơn. Là vì trong tất cả những cái hệ thống 5G, Tàu Cộng đã gài vào trong đó những con chip, chúng tôi đã có lần thưa với quý vị. Nó nhỏ như hạt muối, nhưng mà nó có thể thu hết tất cả những cái tin tức quan trọng mà nó cần. Cho nên cái sự lưu manh của Tàu Cộng bị thế giới lên án, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Tàu Cộng hay bất cứ anh da vàng nào, đừng bao giờ quên rằng cái bài học của Nhật Bản, hai quả bom nguyên tử làm chết 200.000 dân Nhật, mà đến giờ này Nhật vẫn còn ôm anh Hoa Kỳ ở Nhật. Vì Nhật Bản bây giờ đã mở mắt thấy rằng không thể nào sống được nếu không có da trắng, nếu không có mũi lõ. Tập Cận Bình cũng nên khôn ngoan, mà nhất là cái chú Tập Cận Bình này đã được ở Hoa Kỳ 2 năm ở tiểu bang Ohio, Iowa, để học những cái hay của Uncle Sam, mà giờ này về vẫn bị tẩu hỏa nhập ma, nghĩ rằng mình có đô la thì sẽ có thể giải quyết được thế giới. Xin lỗi, thế giới này là của da trắng. Muôn đời, Tập Cận Bình có hàng tỷ, hàng ngàn tỷ cũng chỉ nhờ cái tài ăn cắp vặt, cái tài đi ngõ sau, cái tài lươn lẹo. Thì tất cả những cái đó là hành vi của tiểu nhân, không phải là hành vi của trượng phu. Donald Trump mới là trượng phu. Da trắng nó là trượng phu. Nó nhắm mắt nó cũng bảo nó trượng phu. Mà nó sống theo kiểu trượng phu. Bởi vì tất cả mọi phát minh văn minh của nhân loại đều do từ da trắng mà ra. Đấy, quý vị biết là công ty làm xe hơi của Bắc Kinh vừa bị phạt hàng tỷ đô la. Mà ngay ở cái tòa án của Tàu Cộng ở Bắc Kinh ra lệnh phạt nhân tàu. Tại sao? Vì khuất phục trước da trắng. Có vậy thôi. Phạt về tội gì? Tàu phạt tàu về cái tội lưu manh, ăn cắp, bắt chước, làm nhái theo kiểu xe Land Rover. Mà quý vị biết rằng xe Land Rover là một loại xe nổi tiếng của Anh.
nó rất thích hợp với cái đường đá, đường sỏi của Á Châu nghèo nàn. Thế thì anh tàu thấy như vậy ngon cơm, đem bắt chước loại xe của Land Rover và sản xuất ở Bắc Kinh bán cho dân tàu. Chứ còn hàng của tàu thế giới như là về xe cộ, về tàu bay không có ma nào nó mua hết. Mà chính tàu bây giờ còn phải đi mua của Airbus mà. Bữa trước thì mua của Boeing, của Hoa Kỳ. Còn những cái loại tàu mà tàu bay, tàu bò hay là xe hơi thiết của bên Bắc Kinh làm thì bán cho mấy anh nghèo như là Việt Nam, như là Lào, như Campuchia, như là Myanmar, Miến Điện. Còn những cái nước giàu có văn minh không bao giờ nó dùng. Thế thì ăn cắp cái loại xe Land Rover, khi bị Land Rover kiện lên tòa án của tàu ở Bắc Kinh thì tàu đã bị chính người tàu duyệt bằng cách là không thể chối cãi được. Nó đưa hai kiểu xe ra y hệt một khuôn khổ. Vì thế cho nên là người tàu nếu khôn ngoan nên an hưởng tuổi già, sướng nhờ người da trắng, hưởng thụ những cái văn minh tiện lợi của người da trắng thì đất nước sẽ tốt đẹp, và bỏ cái chính sách cộng sản đi, có vậy thôi, thì dân chúng sẽ hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chúng ta lại có một tin nữa, đó là tin về vấn đề không quân của Hoa Kỳ. Lần này quý vị nghe Mỹ nó có cái loại phi cơ Black Hawk, giống là một con quạ đen. Nó bay vừa nhanh vì nó là bán phản lực, nó vừa là cánh quạt mà nó vừa là loại máy phản lực đẩy. Cho nên tấn công, nó dùng để tấn công rất nhanh. Rồi cái loại phi cơ trực thăng Apache cũng là một loại phi cơ tấn công mà là còn có thể tiếp vận. Những loại phi cơ đó thế giới chưa theo kịp. Thì đến bây giờ lại vừa ra một loại phi cơ trực thăng mới gọi là Defiant. Cái loại phi cơ Defiant này do hai công ty Lockheed Martin và Boeing hợp tác để sản xuất. Và cái loại phi cơ Defiant này thì tuyệt vời. Ba lý do. Thứ nhất, nó bay nhanh hơn phi cơ thường. Thứ hai, nó lại cân bằng bất cứ một thời tiết nào, bất cứ loại không khí mỏng, không khí loãng, không khí dày. Bởi vì thường thường đi vào, bay vào những cái vùng gọi là không khí loãng thì nó sẽ trở thành turbulence, tức là những cái cơn lốc và những cái làm cho tàu bay đang bay rớt xuống. Thỉnh thoảng quý vị đi bay tàu bay ở trên không gian, ở trên độ cao 40.000 feet, nếu mà gặp cái chỗ không khí loãng thì phi cơ rơi xuống làm cho chúng ta lên ruột, có đúng không? Cái đó người ta gọi là turbulence. Với cái loại phi cơ cánh quạt mà đi qua những cái vùng đó coi như là rất dễ lâm nạn. Nhưng mà với cái loại phi cơ trực thăng mới Defiant này thì phi cơ không khí có mỏng mấy đi nữa nó vẫn vượt qua được. Vì hai lý do. Thứ nhất là nó có một cái loại trông chống đôi, nó gọi là double rotor. Trông chống hai lớp, lớp trên và lớp dưới, và quay ngược, nó làm cho phi cơ rất là ba lăng, stability. Rồi phía sau cùng nó lại có một cánh quạt đẩy tới. Cho nên cái loại phi cơ này rất tuyệt vời. Và Bộ Quốc phòng đã đặt 400 chiếc phi cơ trị giá trên 100 tỷ đô la. Quý vị thấy không? Với một cái sự kiện như thế thì chúng ta không thể nào mà có thể tưởng tượng được rằng quân đội của Hoa Kỳ nó văn minh và hiện đại tới đâu. Một lần nữa xin dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.